sinh viên dùng USB phá hoại máy tính của trường VN Express số hóa Vizwanat Akutota, cựu sinh viên đại học Saint đã dùng thiết bị có tên USB killer nhằm phá hoại máy tính của trường tại 66 điểm khác nhau. USB sát thủ có hình dáng như những USB thông thường nhưng bên trong lắp mạch đặc biệt khiến máy tính cắm nó bị sốc điện và hỏng hoàn toàn. Akutota đã quay lại cảnh mình cắm USB killer vào máy tính và cựu sinh viên này đã gây thiệt hại khoảng 58.500 đô la Mỹ cho trường. Người này thừa nhận hành vi với cơ quan chức năng và phải đối mặt với án tù 10 năm cùng khoản tiền phạt lên đến 250.000 đô la Mỹ, khoảng 5,8 tỷ đồng. Là công dân Ấn Độ đến Mỹ theo diện được cấp visa, Akutota đã lấy bằng thạc sĩ kinh doanh tại Đại học San từ 2017 và nói ngôi trường đem lại nhiều cơ hội để chuẩn bị hành trang, có thể học hỏi và áp dụng nhiều điều vào cuộc sống. Tuy nhiên, động cơ phá hoại máy tính của trường không được Akutota đưa ra. USB killer không chứa bộ nhớ flash để lưu trữ dữ liệu như những chiếc USB thông thường mà tích hợp trong đó tụ điện, mạch chuyển đổi nguồn. Sau khi cắm vào máy tính, dòng điện 5V được chuyển lên điện thế cao hơn 110V hoặc 220V và chuyển ngược tới chân tín hiệu, làm hỏng máy tính. Có thiết kế như những chiếc USB thông thường, USB killer còn nguy hiểm hơn khi có thể mua trên các trang bán hàng trực tuyến hay tự chế bằng các linh kiện điện tử. Để tránh nguy cơ hỏng máy tính, người dùng nên cẩn trọng khi cắm USB lạ không rõ nguồn gốc bảo anh theo vừa giờ